Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với chuỗi video về phương pháp học IELTS hiệu quả. Trong video lần trước, Miss Ban đã hướng dẫn cho các bạn về cái nguyên tắc Space Repetition cộng với lại một cái app có tên là Quizlet để chúng ta học từ vựng hiệu quả. Thì trong video này nha, Miss Ban sẽ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta kết hợp hai cái này lại để mình có một cái kế hoạch học từ vựng tại nhà cho nó logic, cho nó khoa học. Và đây cũng là cách Miss Ban đang áp dụng cho tất cả các lớp học tại trung tâm IELTS Power của mình và đạt hiệu quả rất là cao. Bây giờ mình cùng tìm hiểu nha. Bây giờ chúng ta ôm lại lý thuyết một tí xíu ha các bạn. Thì hôm trước Mr. Bach đã có nói về cái space repetition, có nghĩa là lặp lại và cách ra. Cái này có nghĩa là gì? Đó là khi mà chúng ta học bất kỳ một kiến thức nào các bạn, để mình có thể ghi nhớ vào não bộ của mình á, thì nó phải có cái sự repetition, đó là sự ôm lại, lặp đi lặp lại nhiều lần. Và nó dựa vào cái đường cong lãng quên, forgetting curve này. Bạn nào quên mình có thể nhìn lại ha. Thì các bạn nhìn vào cái đồ thị này, chúng ta có thể thấy đó là khi mà chúng ta học một kiến thức nào xong á, nếu mà để yên không học gì hết trơn, không ôm gì hết trơn là từ nó teo mất tiêu hết trơn. Và chúng ta phải có cái sự ôm lặp đi lặp lại ít nhất là khoảng từ 5 ngày liên tục à, thì nó mới ghi nhớ lại trong não của mình ít nhất là khoảng 80%. Quy ra thực tế là ví dụ các bạn học 10 từ là các bạn phải ôm lại ít nhất là 5 lần thì các bạn mới nhớ được 8 từ. Còn không, các bạn không ôm lại á, các bạn quên hết, không nhớ được gì hết, hoặc là cao tay lắm chúng ta nhớ được một từ thôi ha. Thì dựa vào cái nguyên tắc này thì các bạn thấy là gì nè, mình phải có một cái hệ thống, mình phải có một cái lịch, một cái kế hoạch nào đó để mà nhắc nhở, để mà theo dõi bản thân mình. Làm sao mình nhắc là sau khi mình học kiến thức ở ngày 1 này rồi nè, thì ở những ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5 mình phải ôm lại, và để mình nhớ mình ôm lại chứ, đúng không nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua một cái cách mà Mr. Bach đã phát triển nên, Mr. Bach đã suy nghĩ ra để mà giúp mỗi bạn học viên cũng như là những ai mà muốn học IELTS, các bạn có thể theo dõi, các bạn có thể track được cái tiến trình mình ôn tập các kiến thức hoặc là từ vựng mình học. Thì cái cách để mà chúng ta có thể theo dõi được những cái ngày nào mình cần phải ôn lại kiến thức á, Mr. Bach gọi là cái calendar, cái lịch. Thì tại có rất là nhiều lịch các bạn có thể sử dụng. Các bạn có thể sử dụng là Google Calendar nè, các bạn có thể sử dụng những cái lịch trong điện thoại của mình nè, hoặc là các bạn có thể sử dụng file Excel, file Google Sheet. Thì riêng cá nhân với Smart á, nên Smart sử dụng một cái Google Sheet, một cái file mảng tính ở trong Google Drive đó. Và Smart sẽ để trong đó những cái ngày và những cái hàm, để mà khi mình học kiến thức vào ngày nào, mình chỉ cần điền vào thôi là nó sẽ hiện ra những cái ngày mình cần phải ôm lại, và nó cho mình đánh dấu vô để mình có thể check được là ngày hôm đó mình đã ôm chưa, và cụ thể như sau này. Rồi thì các bạn nhìn lên cái bảng tính này ha. Đầu tiên á, Miss Bach sẽ để một cái gọi là day zero, ngày số 0. Đây là cái ngày mình bắt đầu học những cái kiến thức đó. Ví dụ hôm nay mình học 10 từ vựng mới đi ha. Ví dụ hôm nay là 1 tháng 9 2023 đi. Thì cái ngày zero chúng ta sẽ điền vào là 1 tháng 9 năm 2023. Và sau đó Miss Bach sẽ để những cái ô tiếp theo là day 1, ngày số 1, day 3, ngày số 3, day 5, ngày số 5, day 7, ngày số 7, vân vân. Thì với Miss Bach là để tới ngày 5 hoặc ngày 7 là ok rồi. Còn các bạn muốn ôn kỹ thêm, ôn nhiều hơn thì các bạn có thể tới để tới ngày 9, vân vân luôn cũng được. Và chúng ta sẽ điền những cái hàm rất đơn giản, đó là mình bằng với cái ngày 0 cộng thêm bao nhiêu đó. Ví dụ như day 1 là ngày 0 cộng 1, day 3 ngày 0 cộng 3, day 5 ngày 0 cộng 5 đó. Thì Google Sheet nó sẽ tự tính cho mình là những cái ngày đó cụ thể là tới ngày bao nhiêu. Thì các bạn sẽ thấy được ok, sau khi mình học vào cái ngày 0, sau ngày 1 tháng 9 mình học kiến thức mới nè, thì ở những cái ngày này nè, nó ví dụ như ngày 2 tháng 9 nè, rồi ngày 4 tháng 9 nè, rồi ngày 6 tháng 9 nè, là mình sẽ phải ôm lại cái kiến thức của cái ngày 0, của ngày số 0 này. Và riêng Mr. Bach thì có người bạn là rất là giỏi Excel, cho nên là bạn nó chỉ Mr. Bach cái hàm là mỗi lần mình đánh dấu vô nó còn tô xanh tô đỏ là nữa, rất là đẹp. Còn không, các bạn có thể làm bằng tay cũng được, các bạn có thể làm manual cũng được luôn. Đó là mình để một cái ô để mình đánh dấu tích kế bên nào, mình check là ok mình đã học cái này rồi, và hôm nào mình ôm kiến thức rồi mình tô màu xanh lên đó. Và sau khi các bạn tô hết xanh lè hết cả ngày 3, 5, 7 gì đó là các bạn biết ok kiến thức ngày 0 của mình, 10 từ mình học ở ngày 0 này là mình đã nhớ trong đầu. Và cái tương tự tới ngày nào các bạn học thêm 10 từ vựng mới thì các bạn cứ ghi vô day 0, day 0, day 0, day 0 đó, và nó sẽ thành một cái hàng dài như vậy. Các bạn sẽ thấy được, các bạn sẽ nhìn tổng quan được ok mình ôn từ vựng nó có đều đặn hay không, có ngày nào bạn bị lủng mất hay không đó, có ngày nào mình bị quên mất không. Và các bạn sẽ thấy là gì nè, sau khi các bạn ôn được chừng 7 ngày, các bạn quay lại các bạn kiểm tra, tự kiểm tra mình lại coi ngày 0 rồi, đảm bảo các bạn nhớ được, sẽ được rất là nhiều từ, 7, 8, 9, 10, có khi các bạn nhớ 10 từ luôn.
À, và các bạn sẽ để ý nè, sẽ có một vài ngày nó bị trùng lắp với nhau. À, trùng lắp với nhau thì không sao cả, là coi như ngày hôm đó mình ôn 2 bài, mình ôn 3 bài, chuyện đó hết sức bình thường đó. Thì các bạn làm như thế này, mình sẽ bắt đảm bảo với các bạn là các bạn làm chừng là 1 tháng 2 tháng, hoặc bạn làm kỹ hơn làm 3 tháng, hoặc là các bạn sẽ thấy chúng ta học được một cái lượng từ vựng rất khổng lồ à, và chúng ta sẽ lưu giữ được trong não bộ của mình rất là nhiều đó. Thì các bạn thấy là cái calendar này nó cho chúng ta một cái nhìn rất là tổng quát về cái việc là ok, chúng ta học từ vựng vào ngày nào và chúng ta cần phải ôn lại vào những ngày nào. Và bây giờ mình kết hợp nó với lại cái app Quizlet ra làm sao đây? Rất đơn giản các bạn, cái app Quizlet đó, như Miss Bát đã có chỉ lần trước, là nó cho chúng ta tạo những cái study set, những cái bộ từ vựng à. Thì các bạn rất đơn giản, các bạn chỉ cần đánh dấu, các bạn chỉ cần điền tên khi mà các bạn tạo những cái bộ từ vựng này á, các bạn đặt tên là đúng cái ngày zero đó. À, dạ, đơn giản không? Các bạn đặt tên vào đúng cái ngày zero đó, và các bạn đặt thêm ví dụ như unit 1, unit 2 đó để mình dễ ghi nhớ. Và cứ tới đúng ngày ôn thì mình cứ mở đúng ra cái bài học của cái ngày zero đó, mình ôn lại à. Thì dần dần các bạn sẽ, ngoài cái việc là mình ôn được từ vựng qua calendar thì không nói nha, các bạn sẽ có hẳn luôn một cái bộ từ vựng rất là đồ sộ cho mình ngay trong cái app đó. Muốn ôn lại lúc nào cũng được, rất là nhanh chóng, tiện lợi. Mình chỉ cần là gì, mở ra, kiểm tra nghĩa, coi từ, quẹt rất là nhanh. Và đây cũng là cái Mr. Bass đang cho học trò trong lớp thực hiện nè à. Và Mr. Bass là các thầy cô là đã làm sẵn ra những cái bộ từ vựng theo ngày hết trơn rồi. Thì tới đúng ngày học đó là sẽ yêu cầu học trò ok, các bạn về học những cái từ vựng này. Và cái calendar là các thầy cô cũng làm sẵn luôn à, Mr. Bass có sẵn một cái calendar là sau khi phát bài về cho học trò là các thầy cô sẽ đánh vô tích vô đó là ok, ngày hôm đó là học cái từ vựng này, và tới đúng những cái ngày đó thầy cô sẽ kiểm tra. Rồi các bạn đã ôn bài những từ vựng này chưa? Các bạn ôn bài những từ vựng này chưa? Và tới cuối ngày thứ 5 á, tới cuối buổi thứ 5 là sẽ kiểm tra một lần nữa, có bài kiểm tra trên lớp. Đó. Thì các bạn thấy là chúng ta kết hợp giữa cái lịch này với lại cái Quizlet là nó sẽ thành một cái hệ thống để mà cứ có từ vựng mới là ôn, có từ vựng mới là ôn, có từ vựng mới là ôn. À, đảm bảo là kiến thức nó luôn lưu giữ được trong não của mình. Và khi tới lớp học thì hẳn nhiên các bạn sẽ có thêm một cái perk, một cái quyền lợi nữa, đó là gì? Được giáo viên nhắc. À, các bạn không cần phải điền manual nữa, các bạn không cần phải điền bằng tay nữa, có giáo viên, có thầy cô làm sẵn cho mình mấy cái này rồi và nhắc mình ôn bài luôn, và có thầy cô kiểm tra cho mình luôn à, có, mình học ở nhà không sao hết, vẫn ngon lành như thường, vẫn smooth, vẫn mượt mà như xinh siêu như thường. Đó là chúng ta có thể tự làm cái lịch này, chúng ta tự tạo ra những study set trong Quizlet và mình tự học. Nhưng mà nhớ nha, đó là phải check, phải tick, phải chịu khó ngồi điền vô coi mình học ngày nào nha. Bạn nào mà hay quên nữa, đặt hẹn giờ, đặt alarm báo thức á, đó, tới đúng giờ đen beng 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 đó, là vô ngồi học và chúng ta tick lên trên cái calendar của mình. Thì có một số bạn sẽ thắc mắc á, là ngoài từ vựng ra mình cũng muốn học là writing, speaking vân vân trên Quizlet thì làm sao? Rất là đơn giản thôi các bạn. Quizlet đó, nó không chỉ cho mình làm những cái từ vựng vô, bỏ từ vựng vô, mà nó còn cho phép chúng ta bỏ bất kỳ cái thông tin nào mình muốn vào những cái flashcard. Vậy thì á, khi mà các bạn muốn ôn luyện kiến thức writing á, thì thay vì từ vựng mình bỏ vào những flashcard thì hãy bỏ vào những cái cấu trúc, những cái mẫu câu, những cái cụm từ để mà chúng ta viết cho những cái dạng đề khác nhau. Ví dụ nha, Mr. sẽ tạo ra một cái study set tên là những cái cụm từ dành cho writing task 1. Và Mr. sẽ ghi vào trong đó những cái cấu trúc ngữ pháp để ví dụ như là mô tả số liệu nè, lẽ tương phản số liệu nè, mô tả sự biến đổi của bản đồ nè, mô tả những cái bước trong quy trình nè. Và Mr. sẽ để vào trong cái flashcard đó, một mặt là mình để những cấu trúc ngữ pháp đó, một mặt mình sẽ để câu hỏi. Câu hỏi là ok, khi mà tả số liệu như thế này thì mình dùng mẫu câu nào đó, khi mình nhìn vô cái mặt đó mình sẽ suy nghĩ ok và mình trả lời, xong mình bấm lên flashcard nó quay lại, mình kiểm tra xem là mình trả lời đúng hay không. Hoặc là các bạn còn có thể áp dụng cho reading hoặc listening nữa, đó là cái kỹ thuật, cái nguyên tắc làm những cái dạng đề khác nhau. Chẳng hạn ví dụ như là trong reading đi, mình có dạng này là true false not given đúng không à, thì chúng ta sẽ để một mặt là một cái câu đề bài và một câu hỏi, và câu này là true false not given đó, cái để mình nhớ, rồi chúng ta sẽ trả lời và bấm vào cái flashcard nó quay lại coi là mình trả lời có đúng hay không. Đó, các bạn thấy có rất là nhiều cách để chúng ta áp dụng những cái flashcard này để mình ôn kiến thức. Rồi bây giờ Mr. sẽ thị phạm làm trên cái màn hình cho các bạn coi nha. Rồi thì ở đây các bạn có thể thấy ha, Mr. đã tạo sẵn những cái study set, những cái bộ từ vựng và ngữ pháp dùng cho bài writing. À, đây Mr. xài kép của thầy Thành ha. Đây là bài writing số 1 nè. Và đây là những cái từ, các bạn có thể thấy đây là những cái từ nè, và giải nghĩa cũng như là cách sử dụng trong câu, trong bài writing như thế nào. Và ngoài từ ra thì Mr. cũng để luôn những cái cụm từ, những cái cấu trúc ngữ pháp đó, để mình học. Và những kiến thức này là học trên lớp hết nè.
đó. Và khi mình học á, ok, thì các bạn thấy là khi mình học nha, mình sẽ mở cái từ đó lên đó, ok, mình lật qua lật lại mình xem there is an increase in đó, ok, từ này có nghĩa là gì, cách sử dụng như thế nào, mình có nhớ hay không. Nếu mình nhớ rồi thì mình kéo qua phần là mình đã nhớ đó, còn cái nào mà mình chưa nhớ đó, ok, thì mình lật qua phần là still learning đó. Và các bạn thấy cứ mỗi lần mình lật ra mình ôm như thế này, mình lật qua lật lại mình xem, mình sẽ nhớ là à, kiến thức của mình đã tới đâu. Thì các bạn thấy là mình học theo cái cách mình có cái lịch, có cái calendar như thế này, nó sẽ giúp chúng ta là không có bị rối, mình không có bị quên mất là ngày hôm đó mình cần phải học cái gì. Não mình nó thường nó unreliable, không có đáng tin cậy đó các bạn. Mình nghĩ là mình nhớ thôi, nhưng mà tới hôm đó nhiên vui chơi, sau đó cái mình quên mất đó. Thì cái calendar, cái lịch này nó sẽ giúp chúng ta nhớ cụ thể và chúng ta theo dõi được là à, hôm đó mình đã học bài hay chưa, và chúng ta học đúng kiến thức, không có bị nhập nhằng bài này với bài kia. Và cái này một cái nữa đó là các bạn sẽ thấy được cái sự tiến bộ của mình qua quá trình học. Và khi mình thấy được cái sự tiến bộ như vậy á, chúng ta sẽ có động lực. Mình cảm thấy à ok, mình thấy được mình đi được bước thứ nhất, bước thứ hai, mình sẽ muốn đi bước thứ ba, mình sẽ cảm thấy vui hơn, thích hơn. Và khi lên lớp á, là các thầy cô cũng sẽ theo dõi được cái quá trình học của bạn, chỉ ra cho các bạn à, các bạn tiến bộ ở đâu, các bạn làm chưa đúng những cái gì. Và nó sẽ tạo ra được cái sự thỏa mãn, tạo được cái sự hài lòng cho chính bản thân các bạn cũng như là cho thầy cô. Thì các bạn, thì bạn thấy là mình áp dụng đúng cách, kỷ luật một cái phương pháp học nào đó, nó sẽ tạo ra cái hiệu quả rất là lớn. Thì Miss Bách sẽ muốn các bạn đó là áp dụng thử cái này về nhà ha, tự tạo cái app Quizlet về, tạo ra những cái bộ từ vựng hoặc là những cái bộ ngữ pháp để mình học, và dùng cái Google Sheet hoặc là calendar lịch gì đó, các bạn tạo ra một cái lịch học và chúng ta theo dõi cái đó trong một thời gian khoảng chừng là 2-3 tuần thôi. Và các bạn hãy chia sẻ lại với Miss Bách là à, các bạn cảm thấy hiệu quả như thế nào, các bạn đã có những cái bước tiến như thế nào trong cái việc mình áp dụng những cái kiến thức này. Mình rất là mong chờ đọc những cái comment, những chia sẻ của các bạn đó nha. Thì qua video ngày hôm nay, chúng ta đã có thêm được cho mình một cái lộ trình, một cái kế hoạch học tập tại nhà rất là hiệu quả, và nó ứng dụng công nghệ thời đại 4.0 vào rất là hay đúng không các bạn. Thì Miss Bách hy vọng rằng ha, qua những cái video như thế này thì các bạn sẽ tích có, các bạn sẽ có thêm được cho mình những cái phương pháp học, những cái kỹ thuật, những cái nguyên tắc để mà chúng ta có thể cải thiện cái năng lực tiếng Anh nội tại của mình lên, cũng như là mình chinh phục được những kết quả hay hơn, cao hơn trong bài thi IELTS. Và như thường lệ thì các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy bình luận, chia sẻ để Miss Bách lắng nghe và giải đáp cho các bạn nhé. Và đừng quên like, share, subscribe để Miss Bách có thêm nhiều động lực chia sẻ đến cho các bạn nhiều những cái nội dung hay hơn, chất lượng hơn trong những video sau nha. See ya and I got you.